Xin chào các bạn. Công việc buổi sáng hàng ngày của tôi khi ở nhà đó là chăm con cho vợ đi làm. Và đây là Panda. Panda, con đang làm gì á? Bé đang xem dâu tây. Dâu tây hay bún bát hè? À, bún bát. Đây. Đà. Bố đi nấu cháo cho em ăn nhé. Em ngồi đó để bố đi nấu cháo cho em ăn. Mỗi sáng thức dậy, việc nấu cháo và cho con ăn là công việc thường xuyên hàng ngày của tôi. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem công việc nấu cháo cho bé như thế nào. Đây. Thì trước khi đi làm, mẹ bé đã hầm cháo sẵn và tôi chỉ thực hiện công việc là gia công lại và cho bé một nồi cháo. Nồi cơm điện. Nhìn nồi cơm điện này nó bị hư. Chỗ này thì nó bị hư cái nút ấn rồi và phải cài cái lon vào đây cho nó khỏi bật cái nắp ra. Và đây là đồng hồ đã hiển thị là cháo đã nấu xong. Với cái nồi cơm điện này thì nó có chức năng là nấu cơm, nấu cháo, luộc và hấp. Sau đây tôi sẽ mở nồi cháo ra cho các bạn xem. Rồi, nồi cháo bật ra thì có thể thấy đây là cá. Cá này như là cá bớp. Và đây là bí đỏ được hấp kèm với cháo. Cháo nhưng mà ở dạng là cơm nát. Sau đây tôi sẽ tiến hành lấy cái cá này ra, cái bí đỏ này ra để nguội, sau đó sơ chế. Đây, lấy cái gắp này để gắp đồ ra, cộng thêm một cái chén nữa, lấy thêm một cái chén là đâu nhỉ, lấy cái chén này. Ở đây tôi sẽ gắp cái cá này ra và để nguội rồi mới bóc được. Nóng lắm, ô nóng quá. Ô chà, tôi để xuống đây. Rất nóng nha các bạn. Rồi, gắp cái bí đỏ này ra. Thả vào trong chén. Đối với một ông bố mà khi vợ vắng nhà thì công việc này là công việc bình thường. Nấu, nướng và cho con ăn. Đây là công việc buổi sáng hàng ngày của tôi. Vì tính chất đặc thù công việc là tôi làm việc buổi chiều, tôi đi làm buổi chiều. Và vợ tôi đi làm buổi sáng và vợ chồng tôi đã phân nhau công việc buổi sáng cho con ăn, chăm con là của tôi. Đây, ô khá nóng và chúng ta để nguội một lát. Khi nào nguội thì tôi tiến hành sơ chế bóc và làm cháo. Nè, gác cái này ở đây.
Và cái cá bớp này hiện đã nguội và bây giờ tôi sẽ tiến hành bóc cái cá này để làm cháo cho con. Đây, bóc ra. Cẩn thận không có xương răm nha các bạn. Cá này rất thơm, thực sự là rất thơm, rất ngon. Thì cá này là cá biển mà khi nấu cháo ấy, nó sẽ rất ngọt cá. Đây. Đây hình như là xương cá. Cẩn thận. Nếu các bạn mà bóc không kỹ á, thì dễ bị khiến cho con mình ăn cháo có thể nó bị hóc. Nên chúng ta cần xem kỹ. Đối với cá biển thì xương răm nó ít, chủ yếu là xương ngang, nhưng mà ít thì cũng phải cẩn thận chứ không là dễ bị hóc lắm các bạn ạ. Đây, này chính là xương. Bạn có thể dùng tay bóp nát ra. Để tìm xương. Đây, cái xương này rất to. Cái da này nếu mà không ăn được á, cái da cá không ăn được, các bạn có thể bỏ ra ngoài, chỉ lấy phần thịt thôi. Cái cá này mà nấu cháo sẽ rất ngọt cháo. Nếu mà cháu bé còn nhỏ quá thì các bạn có chưa ăn được thô á, các bạn có thể xay ra hoặc dùng thớt băm ra, tùy theo điều kiện mỗi nhà, có thể có nhà không có cối, nhưng mà nhược điểm của cối thì khi xay á thì nó sẽ nát quá, nên là thường thường tôi lựa chọn phương pháp băm, băm cho nó mịn. Còn khi dùng máy xay thì nó nhuyễn quá, tôi lại không thích. Tôi đang bóp rồi thôi, tìm xương phải kỹ, công đoạn này là phải kỹ, không là có xương dễ hóc. Tí tôi sẽ lấy cái thớt mà tôi băm, tiếp tục băm một lần nữa. Rồi, và sau đây tôi sẽ tiến hành băm.
Mỗi bữa định lượng là chỉ cần một phần này là đủ. Và sau đây tôi sẽ tiến hành băm băm nhuyễn cái cá này ra. Đầu tiên đổ ra thớt, sẽ dùng dao dao băm nhuyễn một lần nữa để cho các bé mà nhỏ tuổi như con nhà tôi á, để có thể dễ ăn. Chứ nhiều khi mà cháo mà không băm á thì nó dễ bị vón và khó ăn. Thank you.
Sau khi bóp nát, tôi sẽ tiến hành giã, giã cho nó nhuyễn. Bí đỏ khi đưa vào cháo thì nó cũng rất, cháo nó cũng rất ngọt. Rồi, ok. Sau đó các bạn đưa vào nồi cháo. Và cháo này là cháo cá bớp, bí đỏ, sau đó các bạn múc một ít cháo đã được hầm sẵn đưa vào đây, trộn đều. Nếu mà cảm thấy đặc các bạn có thể thêm một chút nước. Đảo đều lên. Sau đó các bạn tiến hành đặt lên bếp đun một lần và nêm nếm gia vị sau khi đảo đều. Sau khi trộn đều các nguyên liệu lại với nhau thì các bạn đặt lên bếp và đun. Các bạn nhớ rằng cho độ đặc vừa phải, đặc và loãng vừa phải để cho bé dễ ăn. Đợi đun sôi, đun nóng lại và nêm nếm gia vị. Bắt đầu sôi. Sau khi cháo bắt đầu sôi thì các bạn có thể nêm gia vị vào. Chút bột nêm. Vậy thôi, vậy là đủ. Các bạn đảo đều.
nhớ các bạn nêm vừa phải. Mùi tỏa lên rất thơm nha các bạn. Quyện giữa mùi cá và mùi bí đỏ. Rất thơm. Sau khi cháo gần chín thì tôi cho thêm chút dầu ăn trẻ em Kitty. Con này phần này có thành phần dầu ô liu, có chứa vitamin D, vitamin E và có cả DHA. Cái này xuất xứ từ Italy. Cái này sản phẩm này được quảng cáo trên TV. Tắt bếp đảo đều. Các bạn thấy công việc buổi sáng hàng ngày của tôi như thế nào? Đây là tôi đã hoàn thành một bữa ăn buổi sáng cho bé nhà tôi. Và sau đây là tôi sẽ múc ra trẻ. Và múc một lượng vừa phải.